Chương trình này được bảo trợ bởi Anh Tuấn Web Design, đặc biệt thiết kế hệ thống website cho cơ sở thương mại, tiệm nail và supply. 714-251-2161. Cali Air Conditioning 714-390-8808. Anh Tuấn xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Tin Tức Công Nghệ cùng với anh Tuấn vào ngày hôm nay. Chương trình này được thực hiện và phát sóng mỗi tuần một episode, một tập để cho tất cả chúng ta cùng biết được những công nghệ và cũng như những chuyện gì đang diễn ra và xung quanh với những cái tin tức công nghệ đó sẽ là những sản phẩm mới nhất, những cái công cụ điện tử mới nhất mà sẽ giúp ích cho cuộc sống của chúng ta. Ngoài những cái thiết bị điện tử thì các chủ đề về xe hơi, những cái chiếc xe điện cũng sẽ là một cái chủ đề cũng được gắn bó trong chương trình này. Thưa quý vị, chương trình Tin Tức Công Nghệ cùng với anh Tuấn sẽ cùng được tiếp tục với quý vị với bản tin của hãng giày Nike. Quý vị nghe có vẻ thấy rất là lạ phải không ạ? Hãng giày Nike này đã từng bước trở thành một trong những hãng công nghệ có những cái bước đột phá rất lớn trong đời sống của chúng ta. Đây, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một sân vận động có tên là Nike Unlimited, có nghĩa là Nike Unlimited không giới hạn. Và sân vận động này có ý nghĩa như thế nào? Dường như hãng Nike đã hiểu được chân lý của môn điền kinh, tức là môn chạy bộ vệt giả. Có cái câu châm ngôn nó như thế này: đối thủ lớn nhất của đời mình chính là chúng ta. Ngay giữa trung tâm của thủ đô Manila của Philippines, Nike đã bất ngờ cho xây dựng đường chạy đèn LED đầu tiên trên toàn thế giới. Đường chạy này có tổng chiều dài khoảng 200m. Hệ thống màn hình LED được bố trí dọc theo hai bên góc tường. 30 người có thể tham gia cùng lúc vào cuộc đua này. Mỗi người có thể chạy đua. Cái điều đặc biệt là chạy đua với chính mình. Tức là quý vị chạy bất cứ lúc nào thì quý vị cũng cảm thấy là quý vị cũng chạy chậm hơn cái bóng của mình cả. Thì đó là lý do mà nó sẽ giúp cho quý vị lúc nào cũng bắt kịp được tốc độ và lúc nào cũng muốn mình coi như chạy nhanh hơn. Sân vận động có tên là Nike Unlimited Stadium này được Nike thiết kế và thi công bởi một công ty dự án ở Singapore. Để tham gia, mỗi người cần thiết lập cái thời gian cũng như tốc độ trung bình của bản thân. Một cái con sensor, tức là cảm biến, sẽ được gắn vào giày của người tham gia để biết được và xác định là người tham gia, người chạy điền kinh đang ở vị trí nào. Sau đó, dựa theo dữ liệu của người chạy mỗi lần xuất hiện trên hệ thống đèn LED, từ đó mỗi khi mà quý vị chạy được một vòng đó, thì cái vòng thứ hai, tự động hệ thống điện toán sẽ giúp cho quý vị biết được là khi nào quý vị cần chạy nhanh hơn và khi nào quý vị cần phải đạt được một tốc độ nào đó để phá đi cái khoảng cách mà quý vị đang muốn chạy và cũng như là quý vị muốn chiến thắng được chính bản thân mình. Cũng là một cái rất là thú vị phải không ạ? Trước đây thì quý vị cũng đã từng nghe tới những chiếc giày Nike mà có cái hệ thống gọi là tự thắt được dây giày. Cái đó một cái là cái sự kinh hoàng mà. Cái điều đặc biệt đó là chiếc giày này đã được công bố ra, đã được phát hành ra nhưng không được bày bán công khai. Chỉ là những cái gọi là mẫu mà thực sự giới hạn mà thôi. Tức là Nike Limited rất là giới hạn. Bởi vì đó, những chiếc giày này để trưng bày hơn là để bán. Mỗi khi mà chúng ta đeo chiếc giày này vào thì thưa quý vị, tự động những chiếc hệ thống dây giày sẽ tự động thắt cho vừa với bàn chân của chúng ta. Trong khi đó, trở lại với một số những cái bản tin tin tức liên quan tới chiếc scooter, tức là những cái chiếc hệ thống, những cái hệ thống mà scooter, không biết dịch sao bằng tiếng Việt thì phải như thế nào, nhưng nếu như con em của chúng ta đó hay sử dụng những chiếc scooter để chơi thì hiện tại bây giờ hãng Beamer, đây là những chiếc scooter quý vị nhé, hãng Beamer đã cho giới thiệu một trong những sản phẩm mà họ nói là sẽ cuộc cách tân cho cái hệ thống scooter, mà thay vì là scooter bằng những cái coi như là bằng cơ, tức là không dùng điện, thì hãng Beamer giới thiệu ra scooter để dùng điện cho tất cả mọi người. Đây là hệ thống dây chuyền để sản xuất những chiếc scooter cũng như là những chiếc xe của hãng Beamer.
Chiếc scooter mà BM sẽ giới thiệu có tên là e-scooter, tức là electric scooter, đã được giới thiệu ở ngay tại thành phố Lake Como của nước Ý, là mẫu xe chạy điện sử dụng nguồn pin tích hợp sẵn để vận hành. Nhờ đó, xe gần như không tạo ra bất kỳ lượng khí thải nào, lẽ dĩ nhiên bởi vì đây là một chiếc xe sử dụng điện mà thôi. Mẫu xe này khá đặc biệt khi có thể kết nối với áo của người dùng để kích hoạt một số tính năng. Ví dụ như quý vị chỉ cần mở cốp xe hay là cất mũ bảo hiểm thì quý vị chỉ cần đụng vào áo thì tự động cái cốp xe của chiếc e-scooter này nó sẽ tự động mở ra. Chúng ta có thể gọi đây là chiếc xe thông minh. Xe cũng có thể kiểm soát và đưa ra địa điểm tiếp theo của người lái dựa theo lịch trình cá nhân được tổng hợp trước đó. Người lái có thể xem được các thông tin như tốc độ, quãng đường hay cái vị trí của chúng ta đang lái bằng một cái màn hình ở kính chắn gió phía bên trên. Như quý vị thấy, thay vì cái đồng hồ được thiết kế ở phía dưới đó, thì đây những thông tin sẽ được hiện bằng một cái cây đèn LED ở phía bên trên của cái kính chắn gió như thế này. Đây, quý vị có thể dễ dàng thấy. Mà cái điều đặc biệt nữa là cái bảng điều khiển của chiếc e-scooter này sẽ có hai bảng điều khiển. Nó chở được hai người và hiện tại bây giờ vẫn chưa biết được công ty Beamer, tức là BMW, sẽ giới thiệu sản phẩm e-scooter này trong tương lai vào thời gian nào, hay là chỉ là giới thiệu một cái sản phẩm mới mà không cho bán công khai mà thôi. Nếu như những chiếc xe máy e-scooter này được sản xuất ra và được tiêu thụ ở Việt Nam thì còn gì bằng, bởi vì nó sẽ tiết kiệm rất nhiều và không gây ra những cái khói bụi khí carbonic giống như những chiếc xe máy khác. Bởi lẽ quý vị cũng đã biết rằng Việt Nam là một trong những nước mà còn cái tỷ lệ sử dụng xe máy vẫn chiếm đa số ở dưới lòng đường. Và nếu như những chiếc e-scooter này được vận hành và được sử dụng ở ngay tại các nước sử dụng xe máy, thì quý vị sẽ có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh, đó là trong tương lai sẽ không còn nghe thấy tiếng bì bạch của những động cơ mà chạy bằng xăng nữa, và không khí không còn ô nhiễm, con người không cần phải ra ngoài và bịt khẩu trang nữa, mà đơn giản chỉ là sử dụng chiếc xe điện này mà thôi. Đó là những công nghệ về những chiếc xe e-scooter của hãng BM. Còn đối với bên phía mà những hệ thống máy bay thì sao? Đây là bản tin của bên phía tờ CNN mà tôi sẽ đưa tới quý vị khán thính giả, bởi vì đây là chiếc máy bay lớn nhất, là chiếc máy bay khổng lồ nhất trên toàn thế giới, mà người chủ sở hữu của chiếc máy bay này không ai khác, đó là người chủ tịch của một trong những hãng công nghệ lớn nhất trên toàn thế giới. Mời quý vị, đây là những hình ảnh của những chiếc máy bay lớn nhất trên toàn thế giới. Thưa quý vị, người chủ sáng lập ra Microsoft, đó là ông Paul Allen, là người chủ của chiếc máy bay này. Sau màn ra mắt rất ồn ào và tạo được rất nhiều những cái sự thích thú dành cho giới hâm mộ, thì trong một ngày vừa qua, hãng sản xuất chiếc máy bay lớn nhất trên toàn thế giới đã đưa ra mắt cái hệ thống này. Cái hệ thống chiếc máy bay này có tên là Stratolaunch và có sải cánh dài tới 95 feet, thưa quý vị. Bức ảnh được đưa lên trang mạng xã hội và cũng như những cái nghiên cứu cho chúng ta thấy đây không phải là chiếc máy bay để sử dụng cho việc mục đích chở người, mà đây là chiếc máy bay để sử dụng mục đích đó là chở hàng hóa, và cũng như cái quan trọng hơn hết đó là chở những cái gọi là hàng hóa ngoài không gian, những hệ thống hỏa tiễn, tàu vũ trụ hay những cái gì mà nó chuyên chở được, thưa quý vị. Và cái một cuộc vòng hành tuần hành của nó đó đơn giản chỉ là phóng lên và đến một cái độ cao ra khỏi ngoài khí quyển và một độ cao ấn định, thì ngay lập tức chiếc máy bay sẽ quay trở về và phóng cái quả hỏa tiễn đó đi lên ở không trung. Chỉ có một từ miêu tả hệ thống máy bay này, đó là quá khổng lồ. Chiếc máy bay này nếu như được tính ra đó thì nó có sải cánh dài tới 117 mét, quý vị nhé, và sử dụng tới 6 động cơ. Tại vì chỉ có 6 động cơ mà mỗi động cơ nó có thể đạt tới hàng ngàn những mã lực, thì có thể nâng cái
chiếc máy bay khổng lồ này lên không trung được mà thôi. Được biết rằng trọng lượng tối đa khi cất cánh của chiếc Stratolos này có thể lên tới 590 tấn, tức là 590.000 cân. Và vị phạm vi hoạt động của chiếc máy bay này sẽ có thể đạt lên tới 3.000 cây số. Nó sẽ hoạt động như một bệ phóng giai đoạn đầu và có thể tái sử dụng. Trong tương lai, chúng ta sẽ không có ngạc nhiên khi thấy những chiếc máy bay khổng lồ bay trên bầu trời, nhưng chỉ mục đích duy nhất đó là chuyên chở và phục vụ cho ngành hàng không vũ trụ mà thôi. Con người thật kỳ tích, con người thật là tài giỏi với những phát kiến về công nghệ. Trong phần 2 của chương trình, anh Tuấn xin mời quý vị các thính giả đón xem tới những phát kiến công nghệ mới nữa mà chắc chắn là bằng cái trí tưởng tượng của một người bình thường, quý vị sẽ không thể hiểu được là bằng cách nào nhân loại có thể làm ra những thiết bị điện tử hiện đại như thế này. Mời quý vị cùng theo dõi.